làm phước thế nào để được sanh làm vua cõi dục, hay nói cách khác là làm ma vương, và nếu thọ mạng của ma vương hết thì sẽ liền đọa địa ngục đúng không ạ? À, con xin cảm ơn sư. Nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là tu làm sao để được làm ma vương. Mình cứ nghĩ là ma vương có chữ ma thì chắc có lẽ là nó ác ghê lắm, nhưng mà xin thưa không phải. Ma vương là vị đứng đầu cõi dục, và không phải dễ để mà lên làm ma vương. Mình gọi là ma vương thì nó chỉ là một cách gọi thôi. Thực tế vị này ở trong các kiếp quá khứ là phải làm tất cả các cái thiện pháp cõi dục. Hơn nữa là nói về giới là vị này phải giữ bát quan trai giới, giữ trọn đời cái giới, vị này phải rất là nghiêm túc. Và vị này gần như ly dục, gần như là ly dục. Chỉ có điều là thiếu một chút nữa là lên tới cõi Phạm Thiên thôi. Tại vì cái cõi mà phi tưởng tha hóa tự tại nó gần, rất là gần với cái cõi Phạm Thiên, thì các vị ở trên đó phải ly dục ghê gớm lắm mới lên được, chứ không phải cái hạng thường mà lên được. Và các cái vị đại đệ tử như là Ngài Ananda hoặc là Ngài Mục Kiền Liên cũng từng làm ma vương. Rồi Đức Thế Tôn Ngài cũng Đức Thế Tôn Ngài cũng từng làm vua cõi trời tha hóa tự tại. Thôi xin nói vua cõi trời tha hóa tự tại đi cho quý vị dễ. Nói như vậy đó để quý vị thấy là để lên được làm ở trên đó đó phải rất là dữ dội, chứ không phải chuyện thường. Nhưng cái vấn đề là khi mà mình ở cái vai trò đó thì mình tự nhiên mình có cái suy tư tương xứng. Người ta nói là cái chỗ ngồi ở đâu thì cái suy nghĩ ở chỗ đó. Một vị mà lên làm ma vương, lên làm cái vua cõi trời dục giới, thì vị đó rất ủng hộ cái chuyện chúng sanh làm thiện nha. Thậm chí tu thiền cũng được nữa. Nhưng mà làm ơn làm phước đừng có giải thoát. Do cái vị trí của vị đó là như thế. Giống như là bây giờ mình là một cái vị trí, mình quản lý một đất nước đi, thì người dân muốn làm giàu cỡ nào cũng được hết. Tại vì giàu như thế nào cũng còn nằm ở trong cái dòng lãnh thổ của mình. Nhưng mà làm ơn làm phước đừng có vượt biên. Tại vì vượt biên là mình đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài thì không có một cái người mà quản lý đất nước nào mà thích thú cái chuyện là người dân nước mình lại vượt biên. Mặc dù có thể đó là một cái xứ như là cái xứ Triều Tiên chẳng hạn đó, hoặc là ở xứ Mỹ thì hoặc bất kỳ một cái xứ gì, thì cái đó là đều là một vấn đề nhạy cảm. Do cái vai trò, cái vị trí là như vậy, thì cái vị ma vương cũng tương tự như vậy đó. Anh muốn làm phước, anh muốn tu như thế nào cũng được, miễn làm sao anh còn sanh tử là được. Anh đừng có thoát vòng sanh tử. Đó là cái vị trí của ma vương. Chính bởi vì như vậy đó, thì cái kiếp nào mà ma vương, cái kiếp nào mà vua cõi trời tha hóa tự tại á, mà gặp các vị mà giải thoát thì không có ưa nổi. Do cái vị trí cho nên là tự nhiên không ưa nổi, thành ra là rất dễ tạo cái ác nghiệp. Do đó gọi là ma vương. Và do chúng sanh dù có đi đâu đi nữa cũng không thoát được cái sự quản lý của vị này. Chính bởi vì như vậy gọi vị này là ma vương. Và ma vương ở hiện tại nè, ma vương hiện tại ngay trong cái thời điểm hiện tại này, quý vị đừng coi thường nha. Đừng có nghe là ở trong kinh nhắc tới ma vương nhiều mà mình coi thường. Vị ma vương ngay trong cái thời điểm hiện tại này là một trong 10 vị chánh đẳng giác vị lai. Và vị này đã bổ túc đủ 10 ba la mật bậc hạ, 10 ba la mật bậc trung, và chỉ còn thiếu 10 ba la mật bậc thượng nữa thì sẽ tròn đủ ba la mật. Nhưng mà do cái vị trí của vị này đó, chính bởi vì như vậy là vị này thời điểm này là vị này không ưa Đức Phật.
nhưng mà còn chưa có làm những cái ác nghiệp mà nó quá đáng để mà đủ để sa đọa thì chưa có. Cho nên là mình nên có cái nhìn chính xác ha. Còn nói là thọ mạng ma vương hết thì sẽ đọa địa ngục thì chưa chắc, bởi vì chỉ có trong những cái kiếp nào mà làm ác nghiệp lớn, ví dụ như trong một kiếp vị này làm trong một kiếp Ngài Mục Kiền Liên là ma vương, thì Ngài Mục Kiền Liên dùng một cái tay, một cái tảng đá đó ném một vị đại đệ tử Thinh Văn của một vị Chánh Đẳng Giác làm cho chảy máu. Thì khi mà vị này Ngài Mục Kiền Liên làm như vậy đó, Đức Thế Tôn nhìn và nói là ma vương không có biết điều, và thế là ma vương do cái ác nghiệp á là ngay lập tức là sẽ đọa địa ngục. Hoặc là trong một lần á, Đức Thế Tôn khi mà ngài đi khất thực thì do ma vương ảnh hưởng cho nên là Thế Tôn không khất thực được, mà khi ngài quay trở ra đó thì ma vương gặp Đức Thế Tôn và nói là ngài hãy quay lại đi, lần này thì chắc chắn thế nào cũng có. Nhưng mà Thế Tôn biết là nếu ngài quay lại á thì ma vương sẽ cản một lần nữa, và do cái nghiệp này ma vương sẽ đọa địa ngục. Chính bởi vì như vậy, vì lòng từ mẫn cho nên Đức Thế Tôn không có quay lại. Thành ra là cái sự mà đọa địa ngục của ma vương á, là mình không có chắc chắn. Tuy nhiên thì cái sự tu của mình đừng có mong muốn cái gì mà nó phi thực tế quá. Mình nên có sự mong muốn, những sự mong muốn mà nó thực tế. Chứ còn mà mình cứ suy nghĩ những cái chuyện viển vông, xin thưa là bản thân nó không đưa mình đi đến sự giải thoát giác ngộ, mà thậm chí nó có thể đưa mình đi luân hồi sinh tử, nó không đáng đâu quý vị. So với cái chuyện là mình suy tư về ma vương, làm sao để được làm ma vương, rồi ma vương có sa đọa hay không, thì hãy suy tư làm sao để mình nè, chứ đừng có nói ma vương, để mình bớt đi những cái ô nhiễm của nội tâm, rồi từ đó sau khi thân hoại mạng chung mình không phải sa đọa. Mà cái chuyện ma vương có sa đọa hay không là chuyện của ổng, còn mình có sa đọa hay không là chuyện của mình. Cho nên cái chuyện mà mình tu thì nó vẫn quan trọng hơn là những cái chuyện mà suy nghĩ nó lung tung lang thang như thế ha. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Đức Hạnh Tuệ, theo sư hiểu thì Đức Hạnh Tuệ đều vừa nói về, có nghĩa là cái phần mà về phần phước ma vương á, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ. Và có là và cái phần mà để Đức Hạnh Tuệ chia sẻ về cái vị ma vương đó, thì xin bổ sung thêm, thì tại vì khi mà nói về ma vương vậy thì có nhiều cái, có hai cái, có vấn đề như thế này mà cũng rất là dễ nhầm lẫn. Ở đây thì chắc có lẽ để hiện tại đang nói về cái vị ma vương mà sư sẽ nói sau đây. Bởi vì khi mình nói về cõi trời thăng hóa tự tại, vua cõi trời thăng hóa tự tại thì quý vị, thì nếu nói đúng, nếu đúng chính xác thì có hai vị vua chứ quý vị. Vị vua, có nghĩa là sư đầu tiên sư nói cái vấn đề này thì tài liệu này sư đã đâu sẽ căn cứ. Thứ nhất, tài liệu thứ nhất là trong Đại Phật Sử của Ngài Minh Quân, và thứ hai tài liệu giáo trình Phật học của Cha Cú Sang. Tài liệu giáo trình riêng tài liệu trình Phật học thì cũng tham khảo các ngài Chim Nhê Sa Cha Đo và một số vị Sa Đo, thì trong tài liệu này có nói như vậy. Đầu tiên là tài liệu của ngài Minh Gun á, Đại Phật Sử, thì ngài mới nói đây: thiên thiên ma ở đây không phải là kẻ cai trị hợp pháp cõi tha hóa tự tại, có nghĩa là vị này cũng là vua, đúng không?
Vị thiên vương chỉ vì hợp pháp của cõi tha hóa tự tại là một vị thiên khác, cũng như một thủ lãnh của một phe nổi loạn trong cõi nhân loại nổi dậy để chống lại quốc gia, quấy phá và cướp đoạt. Thiên ma thực ra chỉ là vị thiên có quyền lực ở cõi tha hóa tự tại, lãnh đạo đám tùy tùng nổi loạn gồm những chư thiên khác, tạo ra những cái mối phiền nhiễu đó. Đà là giống như là Đức Hạnh Tại nói đó, nghĩa là cái vị này cũng là vua, nhưng là một chỉ là vua của cái chỗ tiểu quốc, nghĩa là mình hiểu đầm na 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 là vua một góc nhỏ trên cõi tha hóa tự tại thôi, không còn vị mà gọi là vua vua riêu, vua hàng thiệt đó, vua hàng thật đó, thì là một cái chị hợp pháp đó, là một vị khác. Đó là tài liệu ngài Bingu nói. Và tài liệu thứ hai là của trong giáo trình Phật học thì cũng có nói như vậy. Nói như vậy là một cách trùng hợp là Ma Vương nổi tiếng là luôn đối đầu phá rối Đức Phật và những vị La Hán lại sống ở cõi này. Tuy nhiên giáo chủ cõi này là một vị thiên vương anh minh. Ma Vương và những quân lính của ông thì ở một nơi góc riêng biệt cõi này, giống như lãnh tụ một quân phiến loạn vậy. Cho nên ở đây để Đức Hạnh Tuệ nói thì cũng hoàn toàn đồng ý, nghĩa là cũng là vua, nhưng mà vua giống như là vua một con nhỏ thôi, giống như là của nhóm quân phiến loạn thôi vậy đó. Còn một vua vị vua mà thật sự là một vị khác. Đây xin nói rõ cho quý vị hiểu hơn về cái vị vua của thời thăng hóa tự tại này. Còn cái về cái phước báo á, mà Đức Hạnh Tuệ phân tích thì xin hoàn toàn đồng ý, để phước báo lên cái cõi này nói chung là kinh khủng lắm, gì dùng dụng từ cũng gọi là kinh khủng lắm chứ không phải đơn đơn giản đâu, chứ mình đừng có nghĩ là đơn thuần là muốn là làm ma vương là làm à. Nên sư cũng hoàn toàn về cái phần phước báo cho nên sư không nói thêm. Còn về cái câu hỏi kế tiếp đó là và nếu thọ mạng của ma vương sẽ hết thì liền đọa địa ngục, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý cái cách trả lời của Đức Hạnh Tuệ. Riêng sư thì khi mà sư đọc cái câu hỏi này nè, sư đọc câu hỏi về ma vương này nè, thì sư mới nhớ đến câu pháp cú. Câu pháp cú chính xác là câu pháp cú 178 thì có nội dung như sau: hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thưa quý vị, tại vì cái vị này á là có cái mong mỏi á là muốn làm ma vương, nhưng mà hãy suy nghĩ nha, nếu mình mơ mơ cho tới luôn chứ đừng có mơ mà mơ ma vương làm chi. Tại vì sao? Tại vì trong pháp cú này đã nói rồi, có nghĩa là hơn thống lãnh cõi đất á, là tức là cao quý hơn vua chuyển luân, rồi hơn được sanh lên cõi trời nữa, là cao quý hơn cả 26 cõi trời, còn hơn cả chủ trì vũ trụ. Thì trong chú giải nó là nghĩa là cao quý hơn làm chúa tể thế gian, kể cả Long Vương, Kim Sĩ Điểu Vương, đúng không? Thì riêng á riêng câu số 4, câu câu pháp cú 178 câu số 4 quả dự lưu tối thắng, thì trong đây chú giải nói như vậy nữa, quý vị mới hiểu nè. Nghĩa là quý vị dù là vua tối đức vua tối thượng, đức vua này quý vị phải hiểu là đôi có thể là quý vị là vua trong cõi dục, là vua vua của như là cái vị này hỏi câu hỏi đó là muốn là vua của cõi tha hóa tự tại đó, đúng không? Thì xin thưa, thì cái vấn đề mà gọi là thoát khỏi hoàn toàn địa ngục đó, cũng không thể nào mà thoát khỏi hoàn toàn địa ngục. Có nghĩa là dù phước phước báo nhiều như cỡ nào thì đến một ngày á, đến một ngày mà hết phước báo mà không được vun bồi thêm hết báo thì cũng rơi địa ngục. Thì thay vì như vậy á, thì sao mình không hướng đến á, là bậc tu đạo hoàng, không mình sát trừ được ba kiết sử, mình đoạn tận được bốn cảnh khổ, không? Thì trong chú giải có một câu, trong chú giải pháp cú 178 có một câu này nè quý vị, mà sư rất là tâm đắc, mà mong quý vị là giống như là khắc cốt ghi tâm câu này nha: dù có dễ vui mấy, bậc tu đạo hoàng cũng chẳng thọ sanh quá bảy kiếp, không? Và đặc biệt là thoát khỏi hoàn toàn cánh khổ à. Thì bây giờ đó là cái lời khuyên của sư về cái vị mà hỏi câu này. Không còn quý vị có cái Atithana, nghĩa là có cái quyết tâm hay là có cái chí nguyện như thế nào thì vẫn tùy ở cái vị hỏi câu hỏi này. Xin kết thúc cái câu trả lời. À, rất là biết ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ về cái về cái kiến thức mà hai vị ma vương quả thật á, là quên đi không có nhớ không có nhớ, tại vì cái kiến thức cái bài về hai vị ma vương này á, hồi trước có đọc nhưng mà quên đi cho nên á, là có đôi khi là như sư nói đó. Mình cũng không có nên quá tự tin về bản thân mình
À, chứ nếu không á, là có nhiều khi á, mình à, có những chuyện mình quên mà mình không có chịu lắng nghe cái sự góp ý á, là mình chết. Rồi, thì à, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.